về cuộc đời của Thánh Matthias Tông đồ, chúng ta biết qua đoạn Công vụ 1 từ câu 15 đến câu 25, Ngài được chọn để thay thế cho Judas Iscariot để gia nhập vào nhóm 12. Theo lời của Phêrô, Matthias thuộc về nhóm người đã đi cùng chúng tôi suốt cả thời gian Đức Giêsu đã ra vào giữa chúng tôi. Khởi từ lúc Gioan thanh tẩy cho đến ngày Đức Giêsu được cất khỏi chúng tôi. Theo Công vụ 1 từ câu 21 đến câu 22. Theo truyền thuyết, Thánh Matthias hoạt động ở Ethiopia và chịu tử nạn ở đó. Theo lệnh của Hoàng hậu Helena, di hài của thánh nhân được mang về Tria. Tại đây được tôn kính trong đan viện Thánh Matthias. Đây là nơi hành hương nổi tiếng thời Trung Cổ.